chào các anh em đồng ngư nhé. Đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây. Xin chào các anh em đồng ngư nhé. Đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây. Kính chúc anh em xem kênh mình vui vẻ và thật nhiều sức khỏe anh em nha. Thì để tiếp tục cho chuỗi các video tư vấn lọc hồ coi các anh em là nhằm chia sẻ đến các anh em các vấn đề xoay quanh câu chuyện là nuôi cá coi, ví dụ như là xây mới hồ coi nè, cải tạo nè, sửa chữa nè và chống thấm hồ cá coi luôn. Thì trong quá trình đó mà các anh em nuôi coi á, có một số anh em bị tình trạng là cá coi bị bệnh anh em thì đó, thì mình cũng sẽ đồng hành luôn cùng một số anh em là trong câu chuyện là chữa bệnh cho các em coi mau khỏe lại. Thì cả một cái diễn tiến như thế anh em thì mình sẽ quay lại hết các video và sau chuỗi lại để làm thành những cái video trên YouTube đó và chia sẻ đến các anh em. Nếu mà anh em gặp tình trạng thực tế thì anh em cũng có thể là tham khảo và áp dụng thực tế được anh em nha. Còn bây giờ thì không để anh em chờ đợi lâu nữa, thì anh em mình cùng bắt tay vào cho video ngày hôm nay anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các anh em đồng ngư mẫu hồ cá coi của nhà anh Cường ở tại thành phố Ninh Bình của tỉnh Ninh Bình nha anh em nha. Thì đây như trên màn hình của anh em á là toàn cảnh mẫu hồ cá coi của anh Cường đã đi vào hoàn thiện và hoạt động anh em sau khoảng thời gian là hơn 2 tháng hai anh em mình cùng đồng hành gắn kết với nhau để ra được những cái phương án thi công tối ưu nhất cho hồ cá coi của nhà anh Cường. Thì trong video hôm nay mình xin phép được chia sẻ với anh em về mẫu hồ cá coi của nhà anh Cường, từ cái khâu là đào hồ tới là lên phương án hệ thống lọc đến các khâu xử lý nước để thả cá. Và bản thân mình mong muốn là khi anh em xem được kênh YouTube của mình là anh em thích mẫu hồ nào thì anh em đều có thể thi công được, dù là đơn giản cho tới phức tạp. Còn nếu trong quá trình thi công mà anh em đồng ngư gặp vấn đề trục trặc trong vấn đề thi công hay là đang bị bí ý tưởng thì anh em cứ mạnh dạn inbox với mình qua số Zalo của mình là 0909272598, thì mình sẽ luôn tư vấn hỗ trợ một cách tốt nhất đến cho anh em. Thì trong video hôm nay mình sẽ đi một cách chi tiết nhất từ cái khâu là đào hồ tới khâu đi đường ống, khâu là xử lý nước để thả cá trang trí kênh quang của hồ cá coi nhà anh Cường, để mình sau chuỗi là hết thành một chuỗi sự kiện sao cho nó thống nhất lại với nhau để anh em có thể tham khảo qua. Nếu anh em có nhà ý muốn làm một mẫu hồ cá coi giống như anh Cường thì anh em cũng có thể tự tay mình thi công được anh em nha. Hiện tại trên khung hình của anh em là toàn cảnh về cái file mà hình ảnh mà anh Cường có phát thảo ra giấy anh em về bố cục của hồ chính và hồ lòng nha anh em. Thì anh Cường có biết mình thông qua kênh YouTube, anh Cường có liên hệ với mình qua Zalo anh em Thì đây, đây là tin nhắn chat giữa hai anh em mình. Thì anh Cường mong muốn là mình dựa trên cái bản phát thảo và ý tưởng của hồ chính và hồ lọc của anh Cường này và từ đó phát triển thành một cái hệ thống sơ đồ ống lọc sao cho nó phù hợp nhất với hồ cá coi của anh Cường, để khi mà hồ nó vận hành anh em thì đảm bảo được cái yếu tố là cá khỏe nước trong.
Mình căn cứ theo cái file hình ảnh này của anh Cường, sau đó thì mình phát thảo ra được một cái file kết cấu của hồ. Thì đây, đây là file kết cấu của hồ anh em nha. Thì bây giờ mình sẽ xin phép mình trình bày qua một lượt về cái hệ thống đường ống lọc cũng như là kết cấu của hồ Cá Coi nhà anh Cường để anh em có thể tham khảo qua. Nếu anh em mà có nhà ý muốn làm một cái hồ Cá Coi mà giống với anh Cường thì anh em có thể làm được anh em nha. Thì đầu tiên mình sẽ trình bày một tí về kích thước của hồ Cá Coi nhà anh Cường nha anh em nha. Thì về cái chiều dài của hồ Cá Coi nhà anh Cường á là 2,8m nha anh em. Thì đây, như mình đánh dấu luôn vào hình. Thì trong quá trình mình trình bày á anh em à, thì mình sẽ đánh dấu trực tiếp vào hình luôn để cho anh em thì theo dõi. Rồi, tiếp theo về cái chiều rộng của hồ Cá Coi nhà anh Cường á là có chiều rộng về hồ chính á là tầm khoảng cỡ là 1,5m nha anh em nha. Và về phần hồ lọc á anh em à, có kích thước á là chiều rộng á 70cm và chiều dài á là 28, tức là chiều chung với một cạnh chiều dài hồ chính luôn nha anh em nha. Rồi, mình sẽ trình bày một tí về cái kết cấu đường ống lọc của hồ Cá Coi nhà anh Cường thì bao gồm là có 3 ống hút đáy phi 90 nha anh em nha. Thì đây, như mình đánh dấu trong hình đây, một hút đáy nè, hai hút đáy nè và ba hút đáy. Và bao gồm có hai hút mặt phi 60. Như đây, một hút mặt nè và hai hút mặt nè. Về hồ Cá Coi của nhà anh Cường anh em à, thì anh Cường mong muốn là làm với độ sâu là 1,2 m nên mình còn phải bố trí thêm được một cái hút lửng nữa để đảm bảo được cái yếu tố là hút sạch được cặn của ba tầng, tầng mặt là có hút mặt, tầng giữa là hút lửng và tầng cuối là hút đáy nha anh em nha. Thì anh em có thể tham khảo qua để anh em có thêm được một cái phương án lọc cho hồ Cá Coi của anh em. Rồi, tất cả những cái đường ống này bao gồm có 3 hút đáy nè, 2 hút mặt nè và 1 hút lửng, tổng cộng là có 6 đường ống hết tất cả, sẽ tập kết hết về ngăn đầu tiên là ngăn chổi anh em nha. Thì ở ngăn chổi này mình có tư vấn cho anh Cường á là bố trí đặt thêm là một cái đèn UV. Rồi sang ngăn thứ hai là ngăn G-Max và sang ngăn thứ ba là ngăn bơm. Thì ở ngăn bơm này á sẽ bố trí 2 con bơm. Một con bơm á là sẽ cho vận hành là thổi luồng và chạy một cái ống 60 để bơm nước trả về hồ. Đây cho mình đánh dấu đây anh em. Và một con bơm còn lại á là chạy phi ống 42 để bơm lên thác nước. Thì ở đây anh Cường thiết kế hồ theo phương án là hiện đại nên anh Cường sẽ không làm thác nước hồ nông bộ mà anh Cường sẽ bố trí thác là kiểu như ba kỳ lọc anh em à. Thì ở phần cuối video mình sẽ trình bày qua một lượt về những vật tư nào mà anh em cần cân nhắc khi anh em dùng ba kỳ để đặt vào bên trong ba kỳ là ba kỳ hoạt động hiệu quả và hiệu suất lọc trong hồ Cá Coi của anh em nó tốt nhất. Thì anh em có thể theo dõi đến cuối video để anh em rõ hơn về vấn đề vật tư này anh em nha. Rồi, mình sẽ nói một tí về ở chỗ ngăn lọc á. Thì ngăn lọc là có bố trí là 5 cái đường ống thông ngăn là phi 114. Để đảm bảo là gì? Để đảm bảo yếu tố là nước thông qua các ngăn nó được mềm và được tốt nhất khi mà bơm vận hành. Thì sau khi á, mà hai anh em mình thống nhất được cái vấn đề là hệ thống ống lọc cho hồ Cá Coi của nhà anh Cường thì anh Cường cũng triển khai ở các bước tiếp theo là quá trình xây hoàn thiện hồ anh em nha. Thì đây, như trên màn hình của anh em á, là hình ảnh hồ Cá Coi của anh Cường đã xây và hoàn thiện được phần thô cho kết cấu của hồ cũng như là hoàn thiện xong cái phần đi ống lọc cho hồ Cá Coi. Thì nhân đây mình sẽ trình bày về cái yếu tố là chống thấm cho hồ Cá Coi sao cho nó hiệu quả nhất. Và đối với câu chuyện mà xây hồ Cá Coi á, anh em à, thì mình luôn đặt cái vấn đề là xây gạch thể đặt cho hồ Cá Coi lên hàng đầu. Nếu mà anh em đổ được bê tông tường thì càng tốt, còn nếu không á, thì anh em phải lựa chọn gạch thể đặt nha để tránh các yếu tố bị thấm về sau. Thì sau khi mà anh em xây tường hoàn thiện xong thì anh em sẽ triển khai tới các bước là tô trát hoàn thiện hồ. Sau khi hoàn thiện vấn đề tô trát xong á thì anh em sẽ tới một bước nữa như trong mình á thì gọi là đi lớp nước láng hồ dầu, còn anh em ngồi miền Bắc á thì hay gọi là đi lớp xi bóng anh em à. Thì sau khi mà hoàn thiện đi lớp xi bóng này, nếu mà anh em muốn đảm bảo luôn về vấn đề yếu tố chống thấm tốt thì mình khuyên anh em á là nên quét chống thấm cho hồ bằng lớp Cova CT11A. Thì nó có hai dòng, là một dòng chống thấm tường và một dòng á chống thấm sàn. Vì hồ Cá Coi của anh em á là chứa nước 24/24 thì mình khuyên anh em á là nên chọn là dòng chống thấm sàn. Thì đây, như trên màn hình của anh em á là hồ Cá Coi của anh Cường đã hoàn thiện xong cái phần chống thấm cả tường và cả đáy hồ luôn bằng Cova CT11A. Thì sau quá trình chống thấm Cova CT11A xong, mình khuyên anh em là nên test nước qua một lần xem coi thử hồ có bị thấm hay không.
Nếu hồ không bị thấm á, thì anh em tiếp tục ở bước tiếp theo là quét sân đen. Còn nếu hồ bị thấm á, thì anh em buộc phải lên được một cái phương án chống thấm cụ thể, chứ không là khi mà hồ vận hành á là chống thấm rất là cực. Tại vì khi có cá trong hồ của anh em rồi đó, thì nước mà bị thấm rồi đó thì phải bắt cá ra, lấy vật tư lọc ra, rồi chống thấm các bước nó rất là cực và nó rất là vất vả. Nên mình khuyên anh em á, hãy test nước ngay từ đầu ở phần kết cấu này. Nếu nó vững rồi, nó ok hết rồi thì anh em hãy cho nước vào và tiến hành tới các khâu là xử lý nước tiếp theo. Khi mà lớp cova nó ổn anh em thì anh em quét sơn đen Flincoat nha. Thì đây là loại sơn đen Flincoat mà bên mình cũng cung cấp luôn. Nếu mà anh em có nhu cầu mà đặt hàng về sơn đen này thì anh em cứ liên hệ inbox qua Zalo của mình là 0909 272 598. Thì trước đó mình cũng đã làm những cái video để hướng dẫn anh em quét sơn đen này sao cho đúng cách, sao cho cái màu đen lên đẹp nhất cho hồ. Thì link video mà cũng sẽ để bên dưới phần mô tả, thì anh em có thể click vào link để tham khảo qua. Rồi sau khi cái lớp sơn đen này hoàn thiện anh em à, thì anh em sẽ tiến hành tới một bước tiếp theo là cho nước vào đầy hồ luôn. Và tiến hành tới một bước gọi là bước đánh tím khử độc cho hồ. Khử độc ở đây là khử độc lớp sơn đen cho hồ, để đảm bảo được cái yếu tố là hồ anh em chất lượng nước luôn được tối ưu nhất. Về sau khi thả cá vào anh em luôn tự tin, chứ không phải là cứ thả cá vào là cứ nơm nớp lo sợ. Thì sau khi mà đánh tím xong thì ở bước tiếp theo là anh em phải bỏ hết cái nước tím này ra luôn nha anh em nha. Một số anh em dùng lại nước tím này thì cái hậu quả đem lại là khi mà anh em thả cá mới vô á, thì có một số em bị sốc nước và bị chết anh em à. Rất nhiều anh em gặp trường hợp này nhắn tin cho mình rồi. Thì ở đây mình cũng cảnh báo anh em là nên bỏ cái nước tím này đi, không đáng gì cả. Cá anh em mua giá trị rất là cao thì cứ bỏ nước tím này đi, rồi anh em lấp lọc cho nước mới vào. Sau đó tiến hành đánh muối nè, với tỷ lệ là 2 kg muối cho 1 khối nước nè. Đánh vi sinh nè, với tỷ lệ là 20ml cho 1 khối nước. Rồi nếu anh em nào mà dùng giếng khoan nữa đó, thì anh em có thể bố trí là đánh thêm sủi xê cho hồ, với tỷ lệ là 1 viên sủi xê cho 1 khối anh em nha. Đợi chất lượng nước nó ok rồi thì anh em test pH qua một lượt. Nếu mà pH anh em vào đúng cái khung 7.5 thì tuyệt vời. Anh em chỉ đợi tới câu chuyện là thả cá thôi anh em nha. Thì hồ của anh Cường mình tư vấn rất sát về vấn đề thi công này, đến cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thiện xong hết. Thì đây là video mà anh Cường vừa thả cá vào, thì anh Cường có chia sẻ lại với mình, thì mình xin phép được chia sẻ với anh em nha. Còn bây giờ thì mình xin phép được chèn vào một đoạn video của hồ cá coi của nhà anh Cường hoàn thiện để anh em có thể tham khảo qua một lượt. Và ở phần cuối video này mình sẽ nói qua một tí về bố cục hồ giữa cái bản vẽ ở đầu video và cái bản thực tế ở cuối, để anh em có thể tham khảo một cách nó khái quát nhất và nó thực tế nhất. Nếu anh em mà có nhà ý muốn bắt tay vào thực hiện một hồ cá coi giống như anh Cường thì anh em có thể làm được anh em nha. Về cơ bản anh em, chất lượng nước trong hồ vừa hoàn thiện xong thì cũng ổn anh em ạ. Thì anh Cường tiến hành thả cá, thì cá mới thả vào hồ đây là anh Cường cho thả tổng cộng là hết là 16 em. Thì trong đó bao gồm là 10 em coi Nhật và 6 em là coi Việt. Thì size các em coi trong hồ anh Cường á, dao động kích thước từ 30 cho tới 60 hơn anh em nha. Nhìn body rất là ổn nha anh em. Về cơ bản là cá rất là khỏe. Thì anh Cường cảm thấy rất là ân ý. Mẫu hồ đã coi vừa được hoàn thiện xong thì anh Cường có chia sẻ với mình qua Zalo. Đây là những tin nhắn chat của anh Cường đã nhắn với mình. Đấy, mình cảm thấy rất là vui anh em à. Cứ mỗi lần mình hướng dẫn cho một số anh em á mà làm được hồ, mà hồ hoàn thiện xong, thả cá vào, cá khỏe, nước trong và anh em cảm thấy thích, thật sự là mình cảm thấy rất là mừng. Và những chia sẻ của anh em á làm tạo thêm nguồn động lực để cho mình tiếp tục tư vấn thêm cho nhiều anh em khác nữa làm hoàn thiện được những mẫu hồ mà anh em mong muốn. Thank you.
Anh em ơi, xem kênh mình thấy hay và hữu ích anh em. Anh em nhớ cho mình xin một like, một subscribe nha. Mình cảm ơn anh em. Như trên màn hình của anh em á, mình trình bày một tí về cái hệ thống đường ống lọc của hồ cá coi nhà anh Cường ở phiên bản thực tế anh em nha. Thì hồ cá coi nhà anh Cường được sử dụng là hệ lọc thô 3 ngăn. Và ngăn thứ nhất á, là ngăn lắng, sẽ tiến hành bố trí là đặt chổi. Đây anh em, cho mình đánh dấu đây, đặt chổi và bố trí đặt điện UV để khử khuẩn diệt tảo cho hồ, và kèm theo là đặt thêm một cái bơm xả cặn anh em à. Ngăn tiếp theo là tiến hành là đặt G-Max, full G-Max luôn nha anh em nha. Rồi ngăn tiếp theo nữa là ngăn bơm, thì ở ngăn bơm này sẽ bố trí hai con bơm, một con bơm thổi luồng và một con bơm lên thác. Thì bơm lên thác đây á, là bơm lên Baki. Còn ở phần hồ chính á, là sẽ bố trí thêm một cái đĩa sủi oxy để sủi oxy cung cấp đủ lượng oxy cho hồ cá coi. Thì trước đó cũng đã làm một cái video để chia sẻ với anh em về cách lựa chọn một con máy oxy sao cho nó phù hợp nhất với hồ của anh em. Thì link video mình sẽ để bên dưới phần mô tả anh em nha. Rồi, một con bơm á, mà bơm lên trên Baki anh em à, thì đây. Thì mình sẽ nói một tí về cái dàn Baki. Thì ở trên dàn Baki này anh em à, sẽ có 3 tầng. Ở tầng đầu tiên á, là nước sẽ bơm lên và được lưu thông truyền xuống cái Baki thông qua một cái ống gọi là ống mưa anh em à. Đây, cho mình đánh dấu đây. Rồi ở tầng 1 này á, là sẽ tiến hành là đặt full G-Max. Ở tầng thứ 2 là tiến hành đặt đá lông vũ. Và tầng thứ 3 là đặt sứ thanh hoa mai. Thì ở các tầng này thì lót thêm tấm G-Max ở trên bề mặt để gia tăng thêm hiệu suất lọc. Thì đây là một cái phương án mà lọc Baki tiêu chuẩn mà bên mình hay thường tư vấn cho các khách hàng bên mình, cũng như là tư vấn hệ lọc cho một số anh em chơi hồ cá coi. Và anh em khi lắp vào thấy hoạt động rất là ok, thì ở đây mình cũng chia sẻ luôn với anh em. Sang cái câu chuyện tiếp theo về bố cục hình thái cảnh quan của hồ á, hồ cá coi của anh Cường á, xây theo phương án là hồ cá coi hiện đại nên không có bố trí hòn non bộ, mà thay vào đó thác nước là Baki. Ngoài ra phần viền thành hồ là anh sẽ tiến hành là ốp full bề mặt luôn là đá Maple. Và ở phần hầm lọc á, anh Cường có tiến hành là bố trí tạo những cái gờ ở trên cái tường của thành hầm lọc. Để làm gì? Để sau đó anh sẽ làm cái khung để ốp những cái tấm nhựa giả gỗ lên trên đó để che phần hầm lọc lại, để tạo được một mỹ quan cho cái view của hồ. Ngoài ra thì anh em đi qua lại trên cái phạm vi của hồ lọc cũng tiện hơn. Và về sau á, anh em có vệ sinh á, thì cái trọng lượng của tấm nhựa giả gỗ này nó cũng nhẹ anh em à. Khi anh em nhắc lên á, thì nó cũng sẽ ok hơn. Thì đó là những chia sẻ về cái phiên bản thực tế từ cái bản hình mà anh em xem ở đầu video, để anh em có thể nắm rõ hơn về cái phần kết cấu của hồ cá coi nhà anh Cường. Thì đến đây cũng xin được kết thúc video ở đây anh em nha. Thì đại diện kênh em cũng xin gửi lời chúc tới anh Cường và gia đình của mình. Em xin gửi lời chúc tới anh Cường và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe, và công việc làm ăn của anh Cường luôn hành thông, phát đạt và như ý anh nha. Một số anh em đồng ngư mà ở xa còn đang chưa tự tin về câu chuyện là đi ống cho hệ lọc của hồ cá coi nhà anh em, thì anh em cứ nhắn tin qua Zalo của mình, thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em về câu chuyện là tư vấn cho anh em một hệ lọc tốt nhất cho hồ cá coi của anh em nha. Nếu anh em nào mà có thêm những thắc mắc nào á về sân vườn và hồ cá coi á, thì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ tổng hợp hết và mình sẽ tiến hành là mình làm video để hỗ trợ anh em một cách tốt nhất. Nếu anh em thấy video này của mình hay á và hữu ích á, thì anh em cho mình xin một like và một subscribe nha, để ủng hộ thêm tinh thần của mình, để mình làm thêm nhiều video hơn nữa về chủ đề sân vườn và hồ cá coi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hãy nhấn subscribe để theo dõi thêm nhiều video mới của mình nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ.